Hai đồng gói cẩn thận quá nhở. Cảm ơn nhá. Chị gửi tiền đấy. Tiền của chị đấy ạ. Tiền ship chỉ hết 35.000 thôi ạ. Để đi ạ. Tính chị cho nhiều sao nhá. Chị cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Anh kia đứng lại. Dạ. Anh ăn trộm điện thoại của tôi đúng không? Hả? Nãy anh giả vờ anh nhặt tiền, anh đục vào tôi để anh lấy điện thoại của tôi đúng không? Ô, không, chị ơi, không có chuyện đó. Thôi, đừng cãi. Tôi nhìn mắt anh tôi biết lươn lắm. Anh lấy tiền điện thoại của tôi. Không chị ơi, chắc là chị để quên đâu đó quanh đây thôi. Chị em không lấy điện thoại của chị ạ. Để quên cái gì? Nãy tôi đút vào túi, bây giờ túi không có là anh ăn trộm. Thôi, đừng nói gì, tôi gọi công an. Lên phường. Hả? Anh công an à? Vâng, em bắt được thằng ăn trộm điện thoại của em rồi. Nó ăn trộm điện thoại của em. Vâng ạ. Điện thoại. Điện thoại gì? Điện thoại. Xin nhanh lấy điện thoại của tôi. Bây giờ túi không có là anh ăn trộm. Alo anh công an à? Em tìm cái điện thoại rồi ạ. Em chào anh nhé. Em lên chuyển phát nhanh GNT, em chuyển hàng cho chị ạ. Nhanh thế á? Vâng. Alo ạ? Dạ vâng ạ. Chị vừa báo hủy à chị? Ừ nhưng mà nhanh thế á? Vâng, hệ thống vừa update cho em chị ạ. Ui, để chị lấy luôn cho, em đã mất công đến đây rồi. Nhưng mà hệ thống update rồi, em không giao được cho chị nữa ạ. 2000 years later. 6.5 hours later. Ôi, vừa nãy chị nói chuyện với chủ shop thì chị hết thích, nhưng mà giờ chị thích lại rồi, để chị lấy luôn. Người ta có câu có không giữ mất đừng tìm. Lần sau nếu mà chị hủy hàng, chị nhớ suy nghĩ kỹ chị nhá. Bye chị. Dạ vâng, alo ạ. Chị ở 85 Trần Thị Hưng đúng không ạ? Ừ em, chị đang đi có tí việc. Đợi chị tí, chị về ngay nhá. Dạ vâng ạ, thế thì chị qua luôn đi chị nhá. Tầm 3 phút nữa là em tới nơi rồi. Bây giờ em cứ lên em lấy phòng trước đi. Phòng trước đi nhá. Hả? Đóng phát là bạn chị xin, thế là được em nhá. I am the one, the way your time don't need. Lấy phòng gì cơ ạ? Ừ, thì lấy phòng nghe em. Em bên giao hàng chị ơi. Em bên giao hàng chị ơi. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Em lấy phòng trước đi. Đó phát là bạn chị chỉ vì anh phòng trước đi. Một em lấy phòng trước đi. Dạ chị Thắng ạ. Hả? Hôm nay chị đã đến điểm trước chưa ạ? Hôm nay chị không có tiền lẻ nhá. Đơn hàng của chị đâu em? Đơn hàng của chị lên 275.000 ạ. Hàng của chị 245.000. Có tiền của chị chỉ hết 300.000 thôi. Nhưng mà hôm nay chị không có tiền lẻ. Hả? Rồi, em không có tiền lẻ chị. Hay là chị có 25.000 không? Để trả lại chị 250.000 ạ. Chị không có rồi em. Hay là chị đưa 50.000, em trả lại chị 275.000. Không có rồi. Không thì chị đưa 120.000, em trả lại chị 345.000. Chị có tặng lại chị 275.000. Chị có đơn giản chị 250.000. Chị có tặng lại chị 275.000. Hay của tôi em trả lại 355.000. Chị trả lại chị 235.000. Đơn giản chị 250.000. Có tặng lại chị 275.000. Ai không? 6 người trả chị 400.000. 200 trả chị 300. 400 trả chị 400. Thì đâu xin chị nhá. Thì đâu xin chị nhá. Đây, lại đây. 275.000 cái tầm đấy. MC. À là chị. Bye bye chị nhá. Một cộng một là 2, 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 nhân 2 là 12. Wow, quá nhanh và quá nguy hiểm.